Vâng, và xin chào các bạn đến với kênh channel của mình trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau truyền hình trực tiếp lại giải đấu vô cùng hấp dẫn, giải Copa America Argentina 2011, được truyền hình trực tiếp trên kênh channel của Công Nhân Trường. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một người chơi vô cùng quan trọng, chính là anh Nguyễn Thanh Hoàng với chủ kênh YouTube là Hoàng Gaming. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu từ hoặc là trận đấu này. Các bạn có biết tới U23 Việt Nam không? Thì Quang Hải, Xuân Trường là những người đã góp phần rất đắc lực cho những cú đá sút penalty 1m để hai giúp chúng ta vượt qua được những bàn thắng như là của Iraq hay Qatar. Và vâng, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những đội chơi như sau: Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Peru, Venezuela, rất là nhiều đội bóng. Và đây chính là những quốc gia sẽ tham gia vào giải đấu ở Copa America này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chọn Brazil. Vâng, Brazil. Bây giờ thì sao tiếng Việt tiếng Tàu ta? Cái đây đây, thoát rồi. Rồi ok, rồi giờ là tiếng Việt nè. Bây giờ là giải đấu giải chúng ta có bảng A gồm bảng B và bảng C. Thì bảng A sẽ có bao nhiêu nước đó. Bảng B thì có Brazil, quốc gia chủ lực của chúng ta. Và bảng C thì cũng có nước như là Ukraine, Uzbekistan gì đó, hay là China. Ok, rồi. Và dòng đầu tiên của bảng B sẽ bắt đầu giữa Brazil và Venezuela. Tiếng Việt đúng không? Vô nè, vô nè. Ok, và cầu thủ rất đẹp trai, anh chàng da đen áo số 10 Rihanna gì đó. Anh ấy là người khởi điểm cho bắt đầu cái cú sút này. Bấm xa anh đó, em bấm xa anh đấy. Vậy nó đúng rồi đó, vô đó. Thất bại và cú sút thành công, cú sút đồng thành công. Và tỷ số bây giờ vẫn là 0-2 cho Brazil và 2 cho Venezuela. Và ok, chạy 2. Ok, chạy 2, vẫn hy vọng. Thất bại, thất bại. Và penalty bây giờ có 2 cú đúng. Bây giờ vẫn là một cái hy vọng mới hơn. Miết nữa. Lại miết trái mà miết lại miết. Để từ coi đâu. Để từ. Yeah. Wow. Và xin chúc mừng thì rất là hay, chúng ta vô địch. Trái nằm nữa. Yes. Hoa rồi, hoa rồi. Và tỷ số hòa là đủ để chúng ta có thể vượt qua đội trận tiếp theo. Thì tiếp theo sẽ là trận giữa Brazil và Paraguay, giải đấu cuối cùng của bảng B. Vẫn là tiếng Miền. Bây giờ sẽ là cú sút vô cùng quan trọng, vẫn là anh thi da đen đó và vẫn làm trọng tài ông thủ môn. Giai đầu tiên ngon rồi đó. Tỷ số bây giờ là 1-2 Paraguay gì đấy. Đây, rất là gay cấn. Bằng 2 không vào, rất tiếc. Bây giờ sẽ là cú sút thứ 3 của không vào. Chạy này, chạy 3, chạy từ. Chạy từ. Vào, và tỷ số 2 đều là đủ thì chúng ta có thể vượt qua vào tiếp theo. Bây giờ liệu tôi có thể chiến thắng không? Vào. Và chúng ta đã đọc lên kỳ tích Brazil đã chiến thắng, đã vượt được bảng B. Lại là tiếng gì đây? Hai bóng đại đi, bóng đại đi, anh bóng đại đi. Hai bóng đại rồi, đó. Rồi bây giờ sẽ là trận đấu giữa Brazil và Ecuador. Em Baron cho gì nè? Nói chung là gì đó. Rồi bây giờ sẽ là vẫn làm như đang chọn thủ môn đó. Cứ đầu ra có vẻ là đơn giản. Có lẽ là một là do wow, một cái quá ngu đá chỗ phải vô hài. Do chúng ta quá giỏi hay là do thủ môn quá ngu nhỉ? Năm trái ngon. Năm hai. Chắc do chúng ta quá giỏi hay thủ môn quá ngu thì chẳng là một câu hỏi khó. Bấm chơi tiếp nè. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Ok. Bây giờ được chúng ta đã thắng. Bây giờ sẽ là vòng tứ kết. Giải tứ kết trong Carre Argentina đúng không bạn ơi? Ok, mình đấu với nước gì vậy? Bây giờ sẽ là nước Peru. Cái đầu tiên. Cái đầu tiên là fail rồi. Vâng, đây là vòng tứ kết vô cùng quan trọng. Trời ơi, nó hay. Mít mít. Tại sao bây giờ là 1-2 rất gay cấn. Yeah. Wow. Hay quá, hai đều quá đủ rồi. Bây giờ liệu Quan Hải có làm được cú sút thứ ba không? Quan Hải, Quan Hải, Quan Hải. Wow. Quá hay và xuất sắc vô cùng. Không biết ai ai đá vậy. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào vòng bán kết, vòng bán kết kính thưa quý vị các bạn. Okay. Vậy đây là vòng chung kết. Chung kết. Vâng. Chung cầu. À gì? Dòng gì đó bên bạn đây? Bây giờ là vòng chung kết. Bán kết chứ. Bán kết. Tỷ số bây giờ là 1-2. Chạy hả? Rất là tốt, rất là tốt.
Fail rồi, fail rồi. Cố lên, cho tôi còn 3 lần nữa. Cố lên, anh nhà đen à. Rồi bây giờ fail rồi, bây giờ sẽ là cú tiếp theo của anh nhà đen. Đúng fail. Vâng, và khúc tình thế gây cấn bây giờ sẽ là Quang Hải. Anh không, bây giờ sẽ là cú sút cuối cùng. Cú sút quyết định. Bước vào vòng chung kết của Brazil có anh Bruno Đức và ông thủ môn ngu. Bây giờ sẽ là cú vô cùng quan trọng. Bây giờ. Wow. Như vậy là chúng ta đã thất bại ở vòng này. Tuy rằng là chúng ta thất bại ở là tiếng miền đấy cả. Tuy rằng là chúng ta thất bại nhưng không sao. Miễn và lòng tự tin, lòng cố gắng chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Nhưng mà đề nghị không nên chuyển tiếng miền chào. Đề nghị chuyển tiếng miền nha. Đây. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và hãy đừng quên subscribe cho kênh channel của mình và kênh channel của Hoàng Gaming. Okay. Link ở bên dưới. Bây giờ thì see you again. Và cọc la cọc rái, tôi là Smeekai. Là cái gì?